Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa năm 2019. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần A là phần ngữ âm. Phần 1 La Mã bao gồm 3 từ phát âm. Cô đọc qua câu số 1, các em chọn cho cô nhé. Miss, fine, line, mine. Vậy đáp án sẽ là câu A, miss. Chúng ta đọc âm E. Ba từ còn lại là âm I. Miss, find, line, mine. Đáp án là câu A nhé. Câu số 2 là phần phát âm đuôi ED. Cô đọc qua một lượt, các em chọn cho cô. Passed, watched, played, watched. Trong 3 từ này, trong 4 từ này, chỉ có một từ là âm voiced. 3 từ còn lại là âm voiceless. Từ âm voiced đó chính là câu C, played. Trước khi thêm ED vào, tận cùng nó là âm A, là một âm voiced. Cho nên khi thêm ED vào, chúng ta cũng đọc âm voiced. Câu A, trước khi thêm ED, chúng ta đọc âm S, là một âm voiceless. Cho nên chúng ta sẽ đọc đuôi voiceless. Past. Câu B cũng vậy, trước khi thêm ED nó là âm ch. Chúng ta sẽ đọc đuôi t, watched. Và câu D là watched. Đáp án của chúng ta là câu C, played. Câu số 3 là phần đuôi S, thêm S vào danh từ. Thì nó tương tự như câu 2. Chúng ta sẽ xem đâu là âm voiced, đâu là âm voiceless. Cô đọc qua một lượt nhé. Points, things, groups, books. Vậy trong này chúng ta có 3 âm voiceless và 1 âm voiced. Âm voiced đó là câu B, things. Trước khi thêm S, chúng ta đọc âm ng. Cho nên ta sẽ đọc đuôi z là một âm voiced. 3 từ còn lại đều là âm voiceless. Points, groups và books. Ta sẽ chọn câu C. Cô xin lỗi, câu B, things. Ta chuyển sang hai câu về âm nhấn. Cô đọc qua một lượt 4 từ, các em chọn cho cô. Pencil, happy, table, disease. Vậy đáp án của chúng ta là câu D, disease. Nó là âm 2.
Ba từ còn lại, ta đều nhấn âm một. Table. Happy. Pencil. Đều là âm một. Chọn câu D. Disease. Âm hai. Câu số 5. Exporter. Importer. Listener. Reporter. Chúng ta thấy như đây có dạng như nhau hết nha. Thì đáp án đó là câu C. Listener. Nhấn âm 1. Ba từ kia chúng ta nhấn âm 2. Exporter. Importer. Và reporter. Âm 2. Chúng ta chọn câu C. Âm 1. Listener. Chúng ta chuyển sang phần B là phần ngữ pháp và từ vựng. Phần 1 là mã, đó là phần hình thức của động từ. Chúng ta xem câu số 6. Nam's father, usually. Câu này chúng ta thấy xuất hiện trạng từ chỉ sự thường xuyên, usually, after dinner. Chỉ một thói quen. Đấy, bố của Nam thường uống trà sau bữa tối. Để chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn. Và đây, father, số ít, chúng ta động từ sẽ thêm s, drinks. Câu số 2, my family. Cuối câu chúng ta thấy có từ last month. Chúng ta sẽ chia quá khứ đơn với động từ went, với động từ câu, đó là went. Câu 8. Câu 8 là một câu khó. Would you let me know? Thì nhìn vào vế đằng sau, chúng ta thấy nó là một dạng của câu điều kiện loại 2. Nhưng là thực ra đây là một lời yêu cầu, nhờ vả. Nếu bạn biết số điện thoại của cô ấy, xin cho tôi biết. Thì để ở đằng trước để diễn tả một cái tình huống mà khó có khả năng xảy ra. Đó, hoặc là vì đây là một lời nhờ vả cho nên chúng ta sẽ dùng câu điều kiện loại 2 để thể hiện được cái tính lịch sự không ép buộc người khác. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc. Ta thấy cuối câu là câu dấu chấm hỏi ha, cho nên chỗ này chúng ta sẽ dùng một câu hỏi với cấu trúc were you to do something để diễn tả một cái sự nhờ vả. Khi nhờ ai làm một cái gì đó, chúng ta sẽ dùng câu điều kiện loại 2 để thể hiện tính lịch sự không ép buộc người khác. Were you to help? Nếu bạn biết thì làm ơn nói cho tôi biết. Were you to help? Câu số 9. Do you want someone? Động từ chúng ta sẽ chia to infinitive. Vậy là chỗ này sẽ là to buy. Câu 10. I am looking forward to. Chúng ta cẩn thận chỗ này. Mặc dù đọc vào chúng ta có thể nhận ra ngay cấu trúc quen thuộc look forward to doing something. Mấy đứa thấy ở đây động từ invite, đằng sau nó cần có một túc từ. Mời ai? Invite someone. Chúng ta thấy ở đây không có túc từ. Vậy nó phải là dạng bị động. Và bị động nó sẽ bao gồm be đi với động từ verb 3. Vậy look forward to mà đi với be thì nó sẽ thành being. Và tiếp tục động từ cuộc 3, invited. Being invited. Tôi rất mong chờ được mời tới dự sinh nhật của Lan vào chủ nhật tuần tới. Ta chuyển sang phần hai la mã, đó là hình thức của từ. Để làm bài này, chúng ta cần đọc nguyên câu để xét xem từ loại cần điền vào, đó là từ loại gì. Câu 11, water is one of the problems, một trong những vấn đề mà chúng ta con người phải giải quyết. Vậy đây ở vị trí này chúng ta cần
một chủ từ. Vậy chủ từ sẽ là từ loại danh từ is, đây là danh từ không đếm được nhé. Chúng ta có danh từ sự ô nhiễm, water pollution. Câu số 12, Sơn Tùng MTP is a. Chúng ta thấy vị trí đằng sau, chỗ trống là từ singer, là một danh từ. Vậy bổ nghĩa cho một danh từ, chúng ta sẽ dùng một tính từ. Vậy tính từ của fame sẽ là famous, một ca sĩ nổi tiếng. Câu 13, learning Latin can. Sau modal verb, chúng ta sẽ dùng một động từ nguyên mẫu không to. Học tiếng Latin có thể làm giàu kiến thức của chúng ta về ngôn ngữ quốc tế. Vậy động từ làm giàu, rich ở đây là tính từ, và động từ của nó làm giàu, to enrich. Can enrich our knowledge of international languages. Câu 14, Mr. Huy is a careful driver. He drives. Ở đây chúng ta thấy có động từ thường, drives. Vậy chỗ này chúng ta cần một tính từ. Cô xin lỗi, cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường. Và phía trước này chúng ta thấy có từ careful, cẩn thận. Vậy ông ấy lái xe một cách cẩn thận, trạng từ. Carefully. Câu 15 là hiện nay là một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều quốc gia. Rừng thì không thể là vấn đề nghiêm trọng được. Bản thân từ forest đây là danh từ. Ở đây chúng ta cần một danh từ đóng vai trò là chủ từ. Nhá. Vậy chúng ta cần một danh từ chỉ một cái vấn nạn, vấn đề. Đó là từ deforestation. Nạn phá rừng. Deforestation. Nạn phá rừng. Ta tiếp tục với phần ba la mã, là phần trắc nghiệm, những câu ngắn. Câu 16, the Nile is. Ta thấy đằng sau đó là tính từ ở dạng so sánh nhất, longest. So sánh nhất chúng ta sẽ dùng với mạo từ the. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu C, the longest river in the world. Câu 17, Alice usually gets up at 6 o'clock. Và đằng sau là từ the morning, buổi sáng. Vậy vào buổi sáng ta sẽ dùng với từ in the morning, in the afternoon, in the evening. Câu 18, tomorrow we'll go to Nội Bài Airport to meet Mariam. Ngày mai chúng ta sẽ tới sân bay Nội Bài để đón Mariam, người đến từ Malaysia. Vậy đây Mariam là một danh từ chỉ người. Vậy đại từ quan hệ ở đây chúng ta sẽ dùng từ who. Câu 19, you work as a teacher of history. Đây là câu hỏi đuôi. Và phía trước chúng ta thấy động từ work ở thì hiện tại đơn. Số nhiều. Ở đằng trước khẳng định thì đằng sau phủ định đối với hiện tại đơn, số nhiều. Thì chúng ta sẽ chọn từ don't you. Đằng trước khẳng định thì đằng sau cái đuôi sẽ là phủ định. Ở đây động từ thường, cho nên chúng ta cần trợ động từ, không dùng động từ to be vào đây nhé. Câu 20, Susan is very. Ở đằng sau chúng ta thấy có giới từ in. Vậy đây bốn tính từ này, chỉ có một tính từ đi với giới từ in, đó là tính từ interested. Be interested in something. Rất thích, có hứng thú, quan tâm tới việc gì đó. Ba tính từ còn lại, chúng ta có fond đi với giới từ of. Keen đi với giới từ on. Và bored là đi với giới từ with. Interested in. Ta tiếp tục với câu 21. Carlos doesn't speak English well. He wishes he. Thì mình nhớ thấy ở phía trước nha. Doesn't speak. Đây là sự thật ở hiện tại. Vậy chúng ta ước một điều
ngược với hiện tại chúng ta sẽ chia quá khứ đơn. He wishes he spoke English fluently. Đáp án của chúng ta là câu A. Câu 22. Jack went to school on time. Jack đi học đúng giờ. Rồi. It snowed heavily. Trời đổ tuyết dày đặc. Jack đi học đúng giờ. Vậy mối quan hệ giữa hai câu này là diễn tả sự đối lập. Concession. Jack vẫn đi học đúng giờ mặc dù trời đổ tuyết. Đổ tuyết nhiều. Vậy đây chúng ta có hai mệnh đề và chỉ sự đối lập. Ta sẽ chọn câu C, although. Từ so là quan hệ nguyên nhân, kết quả. Because of. Sau giới từ, chúng ta không dùng mệnh đề. Và therefore là từ dùng để nối hai câu và cũng không phù hợp nghĩa trong câu này. Nên ta chọn câu C, although. Câu 23. We are going to have our house. Ở đây chúng ta có cấu trúc. Cấu trúc gì mình nữa? Have something done. Mang nghĩa bị động nhé, dạng causative form. Nhờ ai làm một việc gì đó. Thì đây chúng ta thấy have something. Something ở đây là our house. Tiếp tục done ở đây là động từ cuộc ba. Vậy chúng ta sẽ chọn repainted. Nhờ người ta sơn lại nhà. Repainted. Câu 24. Ellen is asking Tom about John. Ellen hỏi Tom về John. Câu trả lời ở đây là he's tall and thin with blue eyes. Đây là một câu nói về ngoại hình. Vậy để hỏi về ngoại hình, chúng ta sẽ chọn câu C. What does John look like? Câu B, what does John like? Thì like ở đây là một động từ, hỏi John thích cái gì? Cô xin lỗi. Ở đây đáp án sẽ là câu D ha, what does John look like? Câu C, who? Who does John look like? Là John trông giống ai? Còn John trông như thế nào? Thì nó sẽ là từ what? Yeah. How is John doing? Ta hỏi thăm về tình hình của John hiện nay, dạo này John sống như thế nào? Câu 25. Mrs. Lanny is a very caring woman. Là một người rất hay quan tâm, chăm sóc tới người khác. Caring. She. Tất cả các thành viên trong gia đình một cách cẩn thận. Caring. Vậy chúng ta sẽ chọn động từ phrasal verb. Looks after. Chăm sóc. Từ này nó tương đương với phrasal verb, cụm từ take care of, quan tâm, chăm sóc ai. Take care of someone. Looks up là tra từ, takes after là trông giống, takes up là chiếm thời gian hoặc không gian. Ở đây mang nghĩa chăm sóc, chúng ta sẽ chọn câu A, looks after. Chúng ta tiếp tục với phần C là phần đọc hiểu. Bài số 1 chúng ta sẽ chọn từ điền vào chỗ trống. Mà không cần thay đổi hình thức của từ, chúng ta chỉ chọn đúng từ, điền vào đúng vị trí. Chúng ta sẽ đọc vào và xét vị trí đó cần từ loại gì. Câu 26, one of the. Ở đằng sau chúng ta thấy có tính từ beautiful và đằng trước có mạo từ the. Vậy ở đây sẽ là dạng so sánh nhất. The most. The most beautiful parts of Britain is the Lake District. The Lake District is situated in the northwest of England. It consists of high hills, mountains, and of course, lakes. There are 16. Chúng ta thấy phía trước
Có từ lakes. Nhân chỗ này có tổng cộng inon 16 cái hồ. Vậy đáp án chỗ này chúng ta sẽ điền từ lakes. The largest one is Lake Windermere. Every year more than 14 million people from Britain and abroad visit the Lake District. They go there to. Phía trước là từ to. Họ đến đó để làm gì, chỉ mục đích nhá. Chúng ta cần một động từ. Thì trong này chúng ta chỉ có một động từ thôi, đó là từ enjoy. Enjoy. To enjoy the fresh air and the scenery. Some go to walk in the mountains. Một số người thì đi bộ lên núi. Ở đây chúng ta có từ some. Rồi, vậy những người khác như thế nào? Thì chúng ta dùng từ others. Những người khác đi thuyền buồm. Other sailboats on the lakes. Or simply sit admiring the magnificent views. Chúng ta có từ others, những người khác, đi với từ some ở phía trước. Unfortunately, the region is becoming the victim of its own success in attracting visitors. There are many people. Chúng ta chỉ còn một từ thôi. Và để nhấn mạnh cho từ many, có quá nhiều người, chúng ta sẽ dùng từ so. So many people coming to the Lake District, they threaten to destroy the peace and quiet which many are searching for there. Chúng ta sang bài đọc trắc nghiệm. Chúng ta xem câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên nói về the purpose of the passage, the main idea of the passage. Những câu như thế này chúng ta sẽ chừa làm sau nhé. Đó là cái câu diễn tả ý khái quát của bài. Chúng ta sẽ làm những câu lẻ trước. Câu 32. When you enter the supermarket, you see. Khi chúng ta bước vào siêu thị thì chúng ta thấy cái gì? Rồi. Chúng ta nhìn sơ qua một lượt bốn đáp án nhé. A shopping cart, một cái xe đẩy để mua hàng. A musical instrument, một cái dụng cụ âm nhạc, một nhạc cụ. Shelves full of food, những cái kệ đầy thức ăn. A shelf full of meat, một cái kệ chứa đầy thịt. Thì khi mới bước vào siêu thị, điều đầu tiên ta sẽ thấy gì? Thì chúng ta sẽ dựa vào bài đọc nhé. Ta xem, when you enter a supermarket, you see shelves full of food. Để đáp án ta sẽ chọn là câu B. Câu 33. According to the passage, the word, what does the word it in line 4 refer to? Từ it ở dòng số 4 nó chỉ cái gì? You push a shopping cart and put the food in it. Bạn đẩy một cái xe mua hàng và bỏ thức ăn vào trong đó. Bạn bỏ thức ăn vào trong đó là vào trong cái xe mua hàng. A shopping cart. Chúng ta sẽ chọn câu câu D. A shopping cart. Câu 34. Which of the following is not true according to the passage? Câu nào dưới đây không đúng? Vậy chúng ta sẽ chứng minh ba câu đúng để chúng ta chọn ra câu không đúng nhé. Supermarkets play soft and slow music. You probably hear soft, slow music as you walk along the aisles. You probably. Có lúc thì chúng ta sẽ nghe nhạc nhẹ, êm dịu. Có lúc chúng ta sẽ nghe nhạc nhanh hơn. Vậy câu A có. Câu B, customers walk quickly when they hear fast music. Khách hàng sẽ đi nhanh khi họ nghe cái nhạc với tiết tấu nhanh. Nó nằm ở đây. Câu C, supermarkets put the cheaper meat near the entrance.
siêu thị đặt thịt rẻ tiền hơn gần lối vào. Ta đọc câu này. The cheaper meat is at the other end of the meat department, away from where the customers enter. Những cái thịt rẻ hơn thì nó nằm ở đầu bên kia của cái khu vực bán thịt, cách xa cái nơi mà khách hàng bước vào, cách xa lối vào. Vậy câu này nó ngược với câu C. Vậy có vẻ câu này không đúng nha. Chúng ta xem tiếp. Customers walk slowly when they hear slow music. Thông tin nằm ở đây. The supermarket plays slow music. You walk slowly. Vậy chúng ta sẽ chọn câu C là câu không đúng. Câu 35. Where in the passage does the author mention the meat department? Trong bài thì tác giả nhắc tới meat department ở dòng nào? Chúng ta thấy meat department. Ta đếm từ trên xuống dưới ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ dòng số 8. 8, 9, 10. Đó, xuống dưới đây luôn. Cũng đều nói về thịt. Vậy chúng ta sẽ chọn câu. Câu D. Ta quay lại câu 31. What is the purpose of the passage? Mục đích của bài này đó là làm gì? Rồi, who decide what you buy in the supermarket? Do you decide? Does the supermarket decide? Câu 31 này đáp án gần đúng nhất. Chúng ta chọn câu C nhé. Mô tả cách thức ăn được sắp xếp trong siêu thị. Ví dụ như đoạn cuối, người ta sẽ sắp xếp những cái đồ mắc tiền trước và đồ rẻ tiền ta để ở cuối. Chúng ta sang phần Ba La Mã. In Britain, there's a holiday now. A holiday. Rồi đằng sau chúng ta thấy people call Mother's Day. Vậy đây chúng ta cần một túc từ của cái mệnh đề đằng sau. Ở đằng trước a holiday nó là danh từ chỉ vật. Vậy chúng ta sẽ dùng đại từ quan hệ which. A holiday which. In the old days, many girls from working class families in towns and cities and from farmers' families in the country worked in rich houses. They had to do all the. Rồi, người ta đi làm công cho nhà người khác thì người ta phải làm tất cả công việc nhà, the housework. Homework là bài tập về nhà của học sinh nhé. Household, hộ gia đình. Câu này chúng ta chọn câu C, housework. Việc nhà. And their working day was usually very long. They often, vào những ngày chủ nhật, họ cũng thường phải làm việc. Chúng ta thấy đoạn này nói về thời quá khứ, in the old days. Với đây chúng ta thấy động từ, chỉ quá khứ. Vậy câu này chúng ta sẽ chọn câu B, work. Once a year, it was usually on Sunday in March, they could visit their mothers. They went home on that day and brought presents for their mothers and for other members of their families. They could stay. Sau chỗ trống là từ home. Và home ta sẽ dùng với giới từ at, stay at home. Only one day and then went back to their work. Later, workers at the factories, girls who work in those houses of rich family receive one free day a week.
Về sau, những công nhân làm việc ở nhà máy, rồi và những cô gái làm việc cho các gia đình giàu có nhận được một ngày nghỉ một tuần, one free day a week. And Mothering Day became Mother's Day. It is the last Sunday in March. À, câu 40 này nó là quan hệ bổ sung nha. Công nhân làm việc ở nhà vạc máy và những cô gái làm việc cho các gia đình giàu có. Chúng ta sẽ dùng liên từ am. Ta sang phần cuối cùng, đó là phần viết lại câu. Câu 31. Because Alex was lazy, he didn't pass the final exam. Vì Alex lười biếng cho nên cậu ấy không vượt qua được kỳ thi cuối kỳ. Thì đối với câu này chúng ta có hai cách viết. Để chuyển từ một mệnh đề, sau because chúng ta dùng mệnh đề. Because of là một cụm giới từ. Sau cụm giới từ chúng ta sẽ dùng một cụm danh từ. Có thể là một danh từ hoặc là dạng verb in. Thì câu này, because of, để chuyển từ một mệnh đề sang một cụm danh từ thì chúng ta làm như thế nào? Cái này chúng ta đã học rồi nha. Giờ cô nhắc lại. Một clause. Nó sẽ bao gồm chủ từ đi với một động từ. Bây giờ để chuyển sang một noun phrase. Thì chúng ta sẽ chuyển gì? Ta sẽ chuyển chủ từ xuống thành tính từ sở hữu possessive. Possessive active. Đi với dạng verb in. Chủ từ chúng ta sẽ đổi thành tính từ sở hữu và động từ chúng ta sẽ chuyển sang dạng verb in. Vậy nếu áp dụng cho trường hợp này thì nó sẽ thành gì? Because of, chủ từ ở đây là Alex, chúng ta sẽ chuyển thành tính từ sở hữu. Rồi, động từ chính của câu sẽ thành dạng verb in thì was, ở đây nó sẽ thành being. Và tiếp tục chúng ta viết lazy. Hoặc cách thứ hai, nếu trong câu là chủ từ đi với tính từ, đi với một động từ to be rồi tới tính từ thì chúng ta có thể đổi thành because of Alex laziness, tính từ đó chúng ta sẽ chuyển trực tiếp thành danh từ. He didn't pass the final exam. Câu 42, if you don't take a rest, you will be ill. Nếu bạn không nghỉ ngơi, bạn sẽ bị ốm. Và chúng ta viết lại câu này. Sử dụng từ unless. Unless nó tương đương với if not. Vậy bản thân câu 42 đã là phủ định. Cho nên chúng ta viết dùng unless. Unless you take a rest. Bản thân từ unless đã tương đương với if not, nên chúng ta không dùng not, không dùng trợ động từ nữa. Câu 43. She started reading this book 2 weeks ago. Cô ấy bắt đầu đọc cuốn sách này cách đây 2 tuần. Rồi, thường ta sẽ gặp một câu với thì quá khứ đơn
dùng động từ started. Và khi viết lại chúng ta sẽ dùng một câu với thì hiện tại hoàn thành. Và khi viết lại dùng hiện thì hiện tại hoàn thành, chúng ta không dùng động từ start trong câu này nữa. Bắt đầu đọc cách đây 2 tuần có nghĩa là đã đọc được 2 tuần rồi. Vậy she has read this book for 2 weeks. Không có ago nữa nha. Thì hiện tại hoàn thành ta sẽ dùng với for hoặc since. Ở đây là một khoảng thời gian. Ta dùng for 2 weeks. Read. 3 cuộc ghi y chang nhau, chỉ có đọc khác nhau thôi. Câu 44. My brother spends 2 hours doing his homework every day. Anh tôi dành 2 tiếng để làm bài tập về nhà mỗi ngày. Chúng ta chuyển sang cấu trúc với take. Chúng ta nhớ sau spend, sau động từ spend, chúng ta sẽ dùng dạng verb in. Spend 2 hours doing his homework. Nhưng đối với động từ take, cấu trúc của chúng ta là take someone. It takes my brother. Sau đó tới một khoảng thời gian. 2 hours to do something. Chỗ này sẽ là to do his homework every day. It takes my brother 2 hours to do his homework every day. Ta nhớ cấu trúc it takes, it took, ta sẽ dùng với to infinitive. Câu 45. She is very talented, but she doesn't play the piano professionally. Cô ấy rất tài năng, nhưng cô ấy không chơi piano một cách chuyên nghiệp. Ở đây là cấu trúc chỉ sự đối lập nha, mặc dù cô ấy tài năng. Và ở đây người ta yêu cầu chúng ta sẽ viết lại dùng cấu trúc nhấn mạnh. Đấy, cấu trúc nhấn mạnh của cấu trúc này là như thế nào? Chúng ta nhớ chúng ta sẽ đưa tính từ hoặc trạng từ lên đầu. Sau đó chúng ta sẽ dùng từ as hoặc though. Tiếp tục tới chủ từ đi với động từ. Và sau đó tới mệnh đề chính của câu. Vậy chỗ này chúng ta sẽ viết tiếp như thế nào? Talented là tính từ. Sau đó sẽ tới as. Hoặc chúng ta có thể dùng từ đâu, một trong 2 từ. Tới chủ từ she is. Đó, không có but nữa nha, vì đằng trước nó là mệnh đề phụ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với mệnh đề chính. She doesn't play the piano professionally. Ta chuyển sang phần viết lại câu thứ hai, dùng từ cho sẵn trong ngoặc. Và đối với những từ cho sẵn này, chúng ta không được thay đổi hình thức của từ. Câu số 1, Nga likes playing basketball in the morning. Câu gốc người ta cho chúng ta từ likes, chúng ta để ý từ likes. Và viết lại chúng ta dùng interested. Vậy chúng ta sẽ thay likes bằng tính từ interested. Like là động từ. Và interested là tính từ. Vậy chúng ta sẽ thêm động từ to be vào. Đây là thì hiện tại đơn. Và số ít nó sẽ là is interested. Interested in doing something. In playing basketball in the morning. Câu 47 là một câu tường thuật. Shall we go for a walk now? Said Peter. Shall we? Đây là cấu trúc đề nghị. Shall we do something? Đó là cấu trúc đề nghị. Vậy khi viết lại, chúng ta dùng động từ suggested. Peter suggested.
Câu này đề nghị shall we cho cả người nói và người nghe cùng làm. Cho nên sau suggest ta chỉ cần dùng verb in. Chừng nào đề nghị người nghe làm thôi, người nói không làm, ta sẽ dùng mệnh đề. Còn đây cả hai cùng làm, ta sẽ dùng verb in. Peter suggested going for a walk. Và vì đây là câu tường thuật cho nên now chúng ta sẽ chuyển thành then. Và không có dấu chấm hỏi nữa nha. Now ta chuyển thành then. Câu 48. Learning English is not as difficult as learning Chinese. Học tiếng Anh không khó bằng học tiếng Hoa. Đây là câu so sánh không bằng. Thường chúng ta sẽ chuyển đổi qua lại. So sánh hơn và sẽ chuyển đổi thành so sánh không bằng. Và so sánh không bằng ta sẽ chuyển đổi thành so sánh hơn. Vậy để không thay đổi tính từ của câu, vậy chúng ta chọn viết cái như thế nào? Để khỏi phải thay đổi từ difficult thành easy. Học tiếng Anh không khó bằng học tiếng Hoa. Vậy học tiếng Hoa khó hơn học tiếng Anh. Learning Chinese is more difficult than learning English. Câu 50. The weather was so bad that we couldn't go camping. Thời tiết xấu đến nỗi chúng tôi không thể đi cắm trại được. Đây là cấu trúc so. So đi với tính từ bad. Vậy chúng ta sẽ viết lại dùng cấu trúc với such. Danh từ nó nằm đây. Vậy chúng ta bắt buộc phải dùng tới chủ từ giả thì mới dùng với such được. It was such. Rồi, một cụm danh từ. Chúng ta sẽ đưa tính từ lên trước danh từ bad weather. Chúng ta nhớ weather là danh từ không đếm được, không có mặt từ ở đây nha. It was such bad weather. That có that cũng được, không có cũng được. We couldn't go swimming. We couldn't go camping. Câu cuối cùng. I have read all of her books but one. Tôi đã đọc tất cả quyển sách của cô ấy trừ một quyển. Vậy chỉ có một quyển sách của cô ấy mà tôi chưa đọc. Chúng ta sẽ viết như thế nào? There is only one book of hers, của cô ấy, of hers, that which I haven't, chúng ta viết cụ thể ra, have not read. There is only one book of hers which I have not read. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em sửa đề thi vào lớp 10 Trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đề thi năm 2019-2020. Nếu có gì thắc mắc, các em comment vào bên dưới, cô sẽ trả lời nha. Cô chào các em.